miệng nói cũng tốt, chó sủa cũng hay. Mồm nói ăn chay nhưng tay thì chặt thịt. Với những ai chưa chăm chúng, chưa từng yêu chúng, họ không đem đi kho giềng thì cũng vứt bỏ chúng thương tâm như thế này đây. Các anh thành lập hội yêu chó cũng được mấy năm nay, chuyên thu thập và sẵn sàng cứu giúp những chú cún như vậy. Toàn thân mốc meo, run cháy thì đẻ trứng và ký sinh trên toàn bộ cơ thể. Chạm nhẹ cái cũng khiến chú đau lên đứng người. May mắn được một anh chàng tìm thấy và đem đến nhờ hội giúp đỡ. Cứ để tình trạng này ở ngoài kia thì chẳng biết chịu được bao nhiêu ngày nữa. Trước hết thì ngâm chúng vào chậu nước để tắm sơ qua đã. Phóng cận cảnh cho anh em thấy rõ tình trạng bệnh của em nó trầm trọng đến mức nào. Trứng ký sinh tạo thành hang thành hốc trên người em cún. Xem đến đây tôi có chút rợn gai ốc. Mọc vài cục mụn li ti thôi đã khiến tôi xỉ chết lắm rồi. Ai mà đang ăn được cảnh này lúc đang ăn thì tôi cũng xin chia buồn và thông cảm nhé. Chuyện xui rủi đâu ai muốn mọi người ơi. Ngâm mình một lúc thì cái lỗ cũng bắt đầu giãn ra, bóp nhẹ một cái là phọt hết nhân hết trứng ra ngoài. Thế này thì có mà dùng lột da của trang demo 3 đời cũng không hết được mất. Thôi thì chuyển cảnh nhanh cho anh em đỡ hại mắt nhé. Sau một lúc chăm sóc và bôi thuốc đặc trị thì đây là hình ảnh bé cún ở hiện tại. Đúng là thu đi để lại lá vàng, mụn đi để lại muôn vàn vết thâm. Lông của em nó cũng được cạo sạch đi, lộ ra chi chít các vết thâm lỗ của em nó. Trông hơi mất mỹ quan, nhưng bù lại nó được cái thoải mái với nhẹ nhàng hơn hẳn trước đây. Tầm này còn sống được là may chứ nhan sắc quan trọng gì nữa. Chào em, tụi anh đứng đây từ chiều. Tất cả đã sẵn sàng để tiếp tục lấy nhân ra khỏi người em đây. Và chào mừng mọi người đến với bình minh vô tận. Đã qua bao lâu rồi mà trên cơ thể vẫn chưa sạch được đống trứng sán kinh dị kia. Cảm tưởng chúng nhiều đến vô vạn, hễ bóp nhẹ là chui ra cả đống. Huy động đến hai anh trai cao to đen hôi như thế này, luôn chân luôn tay mà lấy mãi vẫn không hết. Nhưng sau bao nhiêu cố gắng thì cuối cùng chú cũng có thể cử động thoải mái lại được. Trải qua vài tiếng chữa trị thì về cơ bản là em có thể đi về rồi. Ăn no ngủ kỹ, nhớ tắm rửa sạch sẽ thường xuyên và quay lại kiểm tra định kỳ. Sau 2-3 lần chữa trị nữa là em nó có thể bình phục hoàn toàn rồi. Xử lý xong được một ca khó đẻ, thì các anh hội viên lại bận rộn với trường hợp nữa. Bé này bị bỏ rơi ít ngày, xui sao bị côn trùng cắn cho lở loét hết người. Vậy mới nói nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại. Chót vứt bỏ em nó, cho em nó cái lồng mà quên mở chìa khóa cổng. Làm cho bị nhốt ở đây mấy ngày mấy đêm, người ngợm thì bẩn thỉu, lở loét thế này cũng không bất ngờ gì. May mắn là gặp được tụi anh đấy, bị thương mà lại còn ở bẩn. Nó mà nhiễm trùng cho thì hoại tử tứ chi luôn chứ chẳng đùa. Đem về chữa trị thì bước đầu là phải cạo trụi lông đi đã. Nhưng xem chừng cắt ở giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì chú em không chịu. Cắt lông mà không chịu đứng im, làm thêm vài đường hay mất đi miếng thịt nào nữa thì phải tội ra không? Hay là đang ngại trốn đông người hả chú em? Đã ăn mày rồi lại còn đòi xôi gấc, thôi thì lên xe đèo về trung tâm xử lý cho nó kín đáo nhé. Vừa đến nơi thì chú em có vẻ ưng ý lắm rồi, đuôi như vừa gắn cái motor vào, lắc qua lắc lại liên tục. Giờ thì nó đã chịu đứng im ngoan ngoãn để cạo lông. Bảo anh tạo kiểu thì chưa chắc đã làm được, nhưng mỗi việc lia tông đơ cạo trụi lông như thế kia thì anh đây kinh nghiệm đầy mình. Chó ở đây một mình anh xử lý, cả trăm con như một. Yên tâm là tay nghề anh rất ổn định, không con nào đẹp hơn hay xấu hơn con nào đâu. Toàn thân sạch sẽ thì mới lộ ra nhiều điểm lở loét, phồng rộp nguy hiểm đến trầm trọng. Phải đi tắm rửa sạch sẽ trước đã rồi mới bôi thuốc lên để chữa trị được. Phái, phái, được anh đây massage cho xong cái mặt nó phái. Mới đó thôi còn ủ rũ u sầu mà giờ đã tung tăng bay nhảy ngay được rồi. Nhưng mà éo le thay, muốn chó thôi sủa thì phải có xương, còn em đây muốn được thương thì anh phải có tiền. Thương thì thương thật nhưng anh đây cũng đành chịu. Hoàn cảnh kinh tế đang hạn hẹp, đem chú đi chữa trị như vậy cũng gọi là hết nước hết cái rồi. Tuy rất tiếc nhưng anh vẫn phải chia tay chú ở đây thôi. Gửi lại chú vào trại tập trung, họ sẽ thay anh chăm sóc chú được tốt hơn. Tạm biệt và hẹn gặp lại vào một ngày không xa. Mong rằng khi ấy em sẽ béo tốt trở lại, ngân khố của anh cũng trở nên mập mạp hơn thì chúng ta sẽ về chung một nhà. Giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em nhé.